Vì sao Tớp phải uống thuốc an thần, còn Minh Béo lại ung dung đi diễn? Trong khi Tớp phải uống thuốc an thần vì áp lực, thì Minh Béo vẫn chay mặt đi diễn, Minh Béo thiếu tự trọng hay dư luận Việt Nam từng quá dễ dãi? Nền giải trí Hàn Quốc ít dung túng cho những nghệ sĩ mắc sai lầm, nhất là khi liên quan đến các vấn đề đạo đức. Khi đã vướng vào scandal, sự nghiệp của nghệ sĩ Hàn coi như chấm dứt. Nhưng ở showbiz Việt, mọi chuyện lại rất khác. Mọi sự so sánh đều có những khập khiễng, nhưng chúng ta hãy thử nhìn lại câu chuyện ồn ào của Tớp và Minh Béo để thấy những khác biệt rõ nét ở hai nền giải trí. Từ chuyện xứ Hàn bàn chuyện xứ ta, mức độ khắc nghiệt của showbiz Hàn không còn là vấn đề phải bàn cãi. Ngay kể cả với những khán giả không dành nhiều sự quan tâm, với những nghệ sĩ của xứ Kim Chi cũng biết rõ. Gần đây nhất là vụ Tớp nhóm Big Bang bị trục xuất khỏi quân đội sau scandal sử dụng cần sa. Dù Tớp đang hôn mê trong bệnh viện, tòa án vẫn đưa quyết định về ngày anh bị xét xử. Hay trước đó là vụ nhóm Tiara dính nghi bắt nạt trong nhóm. Và lục đục nội bộ, thành viên Super Junior Kang In say rượu, ẩu đả ở quán bar, diễn viên Kim Hung Yeon bị kiện vì hành hung bạn gái. Tất cả những bê bối nói trên đều khiến nghệ sĩ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí họ không còn bất cứ con đường nào để tồn tại trong làng giải trí Hàn Quốc bởi những phán xét gay gắt từ phía người hâm mộ hay cả các đồng nghiệp. Trong một bài viết trên tạp chí, tác giả diễn tả sự cay nghiệt của làng giải trí K-pop một cách thẳng thắn. Scandal bị ví là một án tử hình đối với sự nghiệp của sao. Phần lớn nghệ sĩ có tai tiếng đều không con đường trở lại sân khấu. Và điều này hoàn toàn không phải chuyện nói suông. Tại showbiz Việt, những câu chuyện bê bối tràn ngập mặt báo trong thời gian qua, đó là chuyện Minh Béo bị tòa án Mỹ kết tội ấu dâm, vẫn về nước như một ngôi sao. Bị khán giả phản đối, anh quay clip xin lỗi, không quên kèm theo những giọt nước mắt không khí. Chưa dừng lại ở đây, cây hài tai tiếng này còn ngang nhiên tổ chức tuyển sinh, làm đạo diễn và đóng kịch cho thiếu nhi. Đó còn là chuyện chan chừng, liên tục chửi bới thách thức đàn chị Xuân Hương bằng lời lẽ nặng nề, ngay cả khi bị kiện, hay chuyện 19X gây bão trên mạng bởi những phát ngôn mạnh miệng và hình ảnh khoe thân lại được săn đón như ngôi sao khi xuất hiện tại một cuộc thi nhan sắc. Điều đáng sợ hơn là chuyện sau việc gây ồn ào lại được săn đón mời chào đi sự kiện như một chiêu câu khách. Năm lần bảy lượt như thế là do nghệ sĩ Việt thiếu tự trọng hay khán giả Việt quá dễ dãi. Nghệ sĩ Việt lạm dụng scandal để nổi tiếng. Minh Béo là một trong những trường hợp đầu tiên nghệ sĩ bị khán giả tẩy chay vì sự ngoan cố và không có lòng tự trọng. Nhưng trước đó hằng hà vô số ồn ào khác như chuyện người thứ ba, ngoại tình, đánh nhau, lộ clip nóng sử dụng hàng cấm, vô lễ với bậc tiền bối rộ lên rồi lại chìm xuống nhanh chóng. Chưa một ai phải kết thúc sự nghiệp, cũng chưa một ai phải trả giá cho những điều sai trái mắc phải. Có thời điểm, nhiều sao Việt còn sử dụng scandal như một cách để đánh bóng tên tuổi. Xui thì dính tai tiếng, nhưng lỡ may mắn lại còn thêm hot, cách xê tăng, đắt show hơn, nên dạy gì mà không thử. Nói về bậc thầy dùng scandal để tạo chú ý, phải nói đến nam ca sĩ Cao Thái Sơn. Khán giả vẫn không quên loạt kiện dài kỳ từ việc anh bị một thanh niên công khai mối quan hệ đồng tính, lộ đoạn chat nhạy cảm đến việc yêu người mẫu hay loạt ảnh quy y nơi cửa Phật. Mà rất thú vị là sau mỗi lần như vậy, Cao Thái Sơn lại tung sản phẩm gắn liền với những câu chuyện đang nóng ở thời điểm đó. Đến lúc này, khán giả mới ngã ngửa vì mình bị mắc lừa. Cũng có người nhanh trí nhận ra chiêu trò của nam ca sĩ, nhưng phẫn nộ trên mạng xã hội được ít lâu, họ lại quên đi vì mãi cuốn theo những chiêu trò mới. Nhiều người nói khán giả Việt dễ dãi vì họ chưa kịp ngu chuyện giận này để phải nổi giận vì một chuyện khác. Vậy rốt cuộc khán giả có lỗi trong chuyện này hay không? Ở một phía cạnh nào đó, câu trả lời là có. Chúng ta có lỗi khi đã không phản ứng mạnh mẽ hơn với những nghệ sĩ tồn tại bằng chiêu trò. Chúng ta cũng quá dễ dãi bỏ qua cho những lỗi lầm mà một người ở vị trí làm nghệ thuật, có hàng triệu người hâm mộ coi là thần tượng, lẽ ra không bao giờ phải mắc phải. Đó là lý do vì sao Tớp phải uống thuốc an thần để mong tìm một sự bình an, trong khi đó Minh Béo lại có thể chai mặt đến như thế. Nếu scandal có thể giết chết một nghệ sĩ Hàn, thì nhiều nghệ sĩ Việt đã và đang sống khỏe nhờ scandal. Tai tiếng từng được xem là một thứ danh tiếng ở showbiz Việt, khi mà dựa trên tai tiếng cũng có thể đắt show hơn, có cachet cao hơn, được các đơn vị tổ chức sự kiện chào đón, được báo chí đăng tải và được khán giả đón nhận. Ở một nền giải trí thiếu chất xám, thừa chiêu trò mới có chỗ đứng cho scandal, mới dung túng cho nhiều nghệ sĩ tai tiếng kiếm tiền, mới bị lũng đoạn bởi những trò bẩn. Diễn viên hài Thu Trang từng nhận cachet hơn 10.000 đồng, động thai vì diễn quá nhiều. 15 năm hoạt động nghệ thuật, diễn viên hài Thu Trang từng mất tới 10 năm vất vả gây dựng sự nghiệp.
đối mặt với biến cố cuộc sống để có được những thành công như ngày hôm nay. Thu Trang hiện đang là diễn viên hài đắc xô nhất nhì làng giải trí phía Nam. Không có ngoại hình nổi bật, nhưng nhờ lối diễn xuất tự nhiên hóm hỉnh, có duyên mà Thu Trang để lại nhiều ấn tượng sâu đậm với khán giả Việt. Hiện tại Thu Trang không chỉ đắc xô điện ảnh, mà cô còn liên tục được mời làm giám khảo các chương trình truyền hình thực tế. Tính riêng 2 năm gần đây, Thu Trang đã là gương mặt chiếm sóng các truyền hình phía Nam, cùng với Trấn Thành, Trường Giang, Việt Hưu, Hoài Linh, bộ đôi Thu Trang, Tiến Luật cũng sở hữu một lượng fan lớn và có chỗ đứng nhất định trong làng giải trí. Tuy nhiên, ít ai biết được, trước khi có những thành công như hiện tại, Thu Trang đã trải qua thời gian dài khó khăn để gây dựng sự nghiệp vượt qua biến cố cuộc sống. Chúng tôi nghèo đến nỗi buổi trưa không dám ở lại trường vì không có tiền ăn cơm. Cha tôi cứ sáng chở con gái đến trường, chưa đóng về, đầu giờ chiều lại chở đi, mỗi ngày ông 4 lần đi đi lại lại giữa quận 1 và quận 6, chỉ để đưa đón con đi học. Sang năm thứ 2, nhờ người quen giới thiệu, tôi xin đi tấu hài tại những tụ điểm nhỏ lẻ. Khi đó thù lao trung bình mỗi ngày khoảng hơn 10.000 đồng. Số tiền này dùng để lo cơm trưa cho cả nhà và đưa cha tôi đổ xăng. Có những hôm, cả nhà chờ tôi đi diễn về mới có tiền ăn cơm tối, Thu Trang tâm sự. Mỗi lần nhớ về quá khứ phải đối mặt với biến cố khó khăn của gia đình, Thu Trang lại ngậm ngùi thừa nhận. Nếu không làm diễn viên, có lẽ bây giờ cô đã phải ăn xin ngoài đường. Cách đây gần 10 năm, cát xê của Thu Trang khi đi diễn tận Phan Thiết là 200.000 đồng. Thậm chí vì là diễn viên trẻ nên cô cũng chịu nhiều uất ức mà không dám nói khi bị chèn ép cướp vai. Có thời điểm Thu Trang còn bị khán giả đuổi khỏi sân khấu chỉ vì tấu hài trong một buổi diễn cải lương. Thế nhưng cô vẫn kiên nhẫn diễn cho hết vở rồi mới vào trong. Cũng từ sự cố đó mà Thu Trang bỏ diễn tới 2 năm mới quay lại sân khấu. Tháng 1 2011, Thu Trang kết hôn với diễn viên hài Tiến Luật. Những tưởng cuộc sống tại gia đình mới sẽ sung túc hơn, nhưng ngược lại Tiến Luật, Thu Trang lấy nhau khi cả hai đều trắng tay, phải cố gắng chạy xô từng buổi để lo thu nhập cho cả hai bên gia đình nội ngoại. Có một thời gian, công việc của Thu Trang và Tiến Luật không được suôn sẻ. Khi ấy, nữ diễn viên lại đang mang thai, sợ không có tiền trang trải cuộc sống. Thu Trang vẫn cố gắng đi diễn. Đến tháng thứ 8 thì bị động thai, thậm chí còn bị tới 2 lần. Vì sợ mất con nên cô phải ở nhà đến tận lúc sinh xong mới dám đi diễn. Không chỉ mang thai mà lúc sinh con, vợ chồng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn. Trẻ nhỏ mỗi tuần phải có một hộp sữa. Cuộc sống chúng tôi khi ấy thì gặp đủ vận xui. Công việc đã không suôn sẻ lại còn mất đồ, xe cộ. Bố mẹ hai bên cũng đã về hưu, không thể có một số tiền quá lớn để giúp con cái. Nhiều lần mua sữa cho con, tôi phải bấm bụng mà làm tới. Lắm khi rớt nước mắt. Thu Trang từng nghẹn ngào chia sẻ về cuộc sống cơ cực cách đây 5 năm như vậy. Tuy nhiên trời xanh không phụ lòng người có tâm. Nhiều hoạt động nghệ thuật chăm chỉ, sẵn sàng vào các vai quần chúng hay vai phụ để thỏa mãn niềm đam mê với nghề, cũng nhằm nuôi sống gia đình. Đến năm 2014, sự nghiệp của Thu Trang mới bắt đầu nở rộ. Và năm 2015 có thể xem là năm thành công nhất của Thu Trang, khi cô góp mặt trong 5 bộ phim Tốc Độ và Đường Công, Để Mai Tính 2, Trúng Số, Cô Dâu Đại Chiến 2, Xui Mà Hên cùng những chuyến lưu diễn nước ngoài thường xuyên. Không những thế, Thu Trang còn có một live show mini tại thành phố Hồ Chí Minh và gây được tiếng vang lớn. Cũng trong năm 2015, Thu Trang lần đầu được mời ngồi ghế nóng một chương trình tìm kiếm gương mặt điện ảnh mang tên Tôi Là Diễn Viên. Đến nay, Thu Trang và Tiến Luật đã trở thành cặp vợ chồng hot nhất làng hài phía Nam. Mặc dù cả hai vợ chồng vẫn hoạt động thường xuyên tại sân khấu thế giới trẻ, nhưng những lời mời tham gia phim ảnh, game show, lưu diễn vẫn đều đặn. Cuộc sống gia đình Thu Trang, Tiến Luật đằng sau ánh đèn sân khấu là tập trung nuôi dạy cậu con trai 5 tuổi Andy. Ngay tả cảm giác muốn được sống chết với nghề vẫn còn đó, nhưng hy sinh theo kiểu uống nước lã chạy xô vì đam mê có lẽ là không. Bởi Thu Trang từng tâm sự, làm diễn viên thì ai cũng muốn được nổi tiếng, mà đã nổi tiếng thì phải có tiền, cho nên tất cả những thứ đó phải quy về một mối là tiền, ai nói tôi tham tôi cũng chịu. Những gì mà người ta thấy ở Thu Trang giờ đây là một người phụ nữ điềm đạm ngoài đời, nhưng lại là một nữ quái khùng hết biết trên sân khấu, thậm chí một hoa hậu của làng tấu hài. Giống Trường Giang, quán Thu Trang mới mở cũng bị chê lên chê xuống. Bên cạnh những lời khen ngợi, cũng có người đánh giá thấp về chất lượng món ăn và thái độ phục vụ ở quán Thu Trang. Mới đây, vợ chồng Tiến Luật Thu Trang mở cửa hàng ăn. Cũng như quán Trường Giang, rất nhiều người hâm mộ đã đến ủng hộ Hoa hậu hài. Bên cạnh những lời khen, cũng có không ít thực khách để lại đánh giá thấp về chất lượng món ăn và thái độ phục vụ của nhân viên, điều mà quán cơm quê của danh hài Trường Giang từng vấp phải.
Mặc dù em rất thích chị Thu Trang, nhưng em sẽ không bao giờ quay lại quán của chị nữa. Em nghĩ chị nên dừng lại ở việc xem chị diễn hài và đóng phim. Lúc 7 giờ ngày 5 tháng 6, chạy xe đến nơi không có ai giữ xe, đứng một hồi, may có bạn nhân viên ra đưa hàng check away cho khách thì mới được nhận xe. Mặc dù lúc đó chỉ có vài xe, nhân viên order lộn món, thiếu món, tất cả các món ăn trong dĩa đều nguội, bao gồm bò, trứng kêu thêm, khoai tây chiên, bánh mì tươi, nguội, bò khét và dai. Mình đi cùng bạn gọi phần King Combo 366.000 đồng, cũng không mong mỏi gì lắm, nhưng thịt ra thì hết sức mong đợi luôn, mở toàn tập. Miếng thịt chia 3 phần thì một phần thịt, một phần mỡ, một phần còn lại, dai tê tái, khổ sở để ăn, dẫu sao nhân viên cực kỳ tốt. Nhân viên đáng yêu nên ray cho 5 sao nhân viên và 2 sao cho thức ăn thôi à. Không phải chỉ có mình bàn mình bị mỡ mà các bàn lân cận kêu combo cũng vậy. Đồ ăn mình không dám đánh giá vì mỗi người một kiểu khẩu vị, nhưng cái đĩa mình ăn bị gỉ xét mà vẫn bỏ món ăn vào và đem lên phục vụ khách thì mình không hiểu quán làm ăn như thế nào. Phục vụ thì chậm, lộn thứ tự khách đến trước đến sau, không gian chật, không có máy lạnh, không thoáng khí, ngột ngạt, ăn xong ra toàn mùi khói. Đồ ăn đợi gần 40 phút, lên món, dĩa bò nguội tanh, nước sốt nguội đến mức tưởng như đồ thiêu, chả hiểu trong 30 phút đó đầu bếp làm gì. Thái độ phục vụ của quán ăn Thu Trang cũng bị không ít người phàn nàn, trước đó quán cơm của Trường Giang cũng bị chơi tơi bời.